Hello, chào các bạn. Chúc các bạn buổi sáng vui vẻ. Vâng, bây giờ là 8 giờ sáng các bạn ơi. Sáng nay trời khá là đẹp. Vâng, video ngày hôm nay tôi sẽ unbox mở hộp cho các bạn xem một con flycam mới ra của DJI. DJI nha các bạn. Một thương hiệu flycam cũng như lừng lẫy trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Đó, trong 5-7 năm vừa qua. Thì theo các bạn là con gì? Vâng, đây. Nhà cung cấp Tokyo. Phiếu bảo hành. Wow, lấy ra nào. DJI. Vâng, chúng ta cùng hồi hộp xem con gì nha các bạn. Wow. DJI E3. Vâng, như các bạn đã biết thì DJI nó có 3 dòng flycam. Một dòng size nhỏ, giá rẻ để dành cho những người mới chơi, đó là dòng mini. Mini thì gồm có mini 1, mini 1 SE, mini 2, mini 2 SE, mini 3, mini 3 Pro. Đó. Đó là cái dòng size nhỏ 249g các bạn ha. Rồi, cái dòng E, đây chữ E này đây. Là gió đó. Là một cái dòng tầm trung. Thì giá tiền của nó là tầm trung. Rồi kích thước máy cũng là tầm trung. Đó. Cái dòng E này ra cũng lâu đời rồi. Ra cũng bao nhiêu ta? 5-6 năm rồi đó. Tức là đầu tiên là E1, sau đó là E2, rồi E2S. Và hôm nay khoảng cuối tháng 7 năm 2023 thì cho ra mắt con E3. Đó, E3. Đó là dòng trung cấp các bạn. Còn dòng cao cấp á, là dòng Mavic. Thì 7 năm trước mình đã có Mavic 1, rồi Mavic 2, Mavic 2 Zoom, Mavic 2 Pro. Và ba con gần đây nhất là dòng Mavic 3. Rẻ tiền nhất là Mavic 3 Classic có 1 camera. Thứ hai là Mavic 3 có 2 camera. Và thứ ba là con Mavic 3 Pro có 3 camera. Vâng, con Mavic có 3 camera các bạn. Đó là dòng cao cấp ha. Rồi, đây là dòng trung cấp E3. Đó, mình mở hộp xem. Ở đây mình có 3 cốt để quét mã vạch. Nếu như các bạn nào mà mua cái bản mà tay cầm thường á, thì phải dùng điện thoại thì quét app này để tải app về bay. Ok. Đầu tiên là cái tay cầm các bạn ơi. Wow, tay cầm mới. Tay cầm mới nha các bạn. Để coi coi. Vâng, tay cầm này có tên là DJI RC2. Vậy là để phân biệt với cái DJI RC1 kỳ trước hay là DJI RC không có số 1 là nó đó. Đó, đây là bản thứ hai nha. Màu sắc đậm đà hơn. Kích thước có vẻ to và hầm hố hơn. Đó, và đặc biệt là có hai anten định hướng này. Đó, anten gọn nhìn rất là thẩm mỹ các bạn, nhìn nó ngầu hơn là những cái loại mà nó không có anten các bạn ha. Đó. Màn hình cảm ứng. Vâng, màu sắc rất là đẹp các bạn. Vâng, tiếp theo mình sẽ có cáp sạc hai đầu Type-C nè. Sách hướng dẫn sử dụng nè. Rồi, hai cánh dự phòng này. Đó, hai cánh, một cánh A, một cánh B. Vâng, đây chỉ là bản lẻ các bạn. Cái này gọi là bản lẻ ha. Nó không phải bản combo. Bên trong đây là mình có con E3 nằm trong này đấy các bạn. Đó. Ây da. Cầm khá là nặng tay nha. Wow. Vâng, một màu rất là tương đồng. Tôi có cảm giác hình như nó sậm hơn. Nó sậm hơn. Nhìn nó cứng cáp hơn là những cái màu người trước mà. Vâng, đập vào mắt đầu tiên là mình có cái chữ E3 ở đây. Đây. Cái chữ E3 nằm ở trên cái càng. E3. Rồi, mình mở ra xem. Vâng, vẫn như truyền thống, hai càng trước mở ra trước.
hai càng sau, mở ra sau và móc ngược ra đằng sau. Vâng, sải cánh rất là lớn các bạn. Sải cánh khá lớn nha. Vâng, cánh này thì nhỏ hơn cánh Mavic 3 các bạn. Cánh này nhỏ hơn Mavic 3 nha. Đó, cái cụm bảo vệ gimbal nhìn quá là ấn tượng. Wow. Vâng, camera đôi các bạn ơi. Vâng, cụm camera kép. Quá dữ. Vậy là cái cụm camera này nó gần giống như con Mavic 3. Vâng, gần giống Mavic 3. Bao gồm hai camera. Đó. Đưa lên phía trước khá là nhiều ha. Đó. Vâng. Vậy là có khả năng con này nó góc lên được cao đấy các bạn. Đó, họ đưa ra trước nhiều để góc lên được cao này. Để mình quay được những cảnh thác nước, gầm cầu hay là vách núi mình nhìn ngược lên ha. Đó, rất là đã. Vâng, nếu các bạn đã từng chơi những dòng E2, E2S thì mình chỉ cần liếc sơ qua cái form của nó thôi. Cái lưng của nó này là mình cảm thấy thân quen rồi các bạn. Đó, kích thước thì hình dáng thì nó cũng xem. Đó, con E2, E2S trọng lượng khoảng 700g các bạn. Đó, hai cảm biến trước nó xéo ha, để nó nhìn được rộng hơn. Hai cảm biến sau. Đó, bên dưới đây. Đó, cảm biến bụng rồi đèn trợ sáng vân vân. Đầy đủ hết. Pin, mình mở pin ra coi. Vâng, pin này là pin lithium. Dung lượng 4200mAh các bạn. À, quá lớn ha. Nghe nói là bay cũng được 40 mấy phút á. Vâng, bản lẻ thì nó chỉ có một pin theo máy thôi. Ok, mình mở thử xem cái camera này nó khởi động như thế nào. Bấm một cái thứ hai giữ 2 giây. Không có lúc lắc gì ha. Ngày xưa nó còn lắc. Nó xoay các kiểu. Còn giờ nó chỉ vậy thôi á. Đó, nó hoạt động rồi này. Bạn thấy không? Khi mà flycam nó nghiêng như thế này, nhưng mà gimbal vẫn giữ cái camera đứng im này. Chiều này cũng vậy. Đó, này. Gimbal 30. Ok, mình mở thử tay cầm lên cho các bạn xem. DJI. Vâng, hy vọng là cái tay cầm RC2 này có nhiều cải tiến. Tại vì những cái tay cầm trước các một số anh em chê là sóng hơi yếu gì đó. Vâng, có hình ảnh rồi. Đó. Ok. Bây giờ tôi sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem nha. Đó, quay cận cảnh xem cho nó đã. Vâng, đây là toàn cảnh game đó đây. Đó, một cái càng trước rất là dài. Wow. Ở bên càng trái mình sẽ thấy có chiếc E3. Đó, màu cam. Rất là nổi bật. Liếc qua cụm camera này. Vâng, camera bên trên này là camera tele 3x tiêu cự 70mm các bạn. Và f2.8. Còn cái camera bên dưới mới là camera chính nha. Đó, tiêu cự 24mm và khẩu độ 1.7. Vâng, cả hai camera này thì đều là fit khẩu độ. Không có điều chỉnh khẩu độ được các bạn. Đó, nó thua con E2S là không có điều chỉnh được khẩu độ này. Nhưng nó lại có hai camera. Đó, mình chỉnh cam thử này. Vâng, cúi xuống thì 90 độ. Và ngóc lên. Ngóc lên rất là ấn tượng các bạn. Ngóc lên được tới 60 nha. Đó. Ngóc lên được tới 60 độ. Không thể tin được.
Ngầu quá. Vâng, đây là motor. Đó. Nhìn sâu ở bên trong thì những cái dây đồng quấn thì rất là đẹp rồi. Nói chung là DJI thì khỏi chê các bạn này. Đó. Đó, đèn định vị màu xanh ở hai bên. Đó, và đằng sau càng sau cũng có đèn nữa. Đó, phía trước mình có hai cảm biến này. Cảm biến chống va chạm. Đó, bên hông mình có các khe tản nhiệt, tản gió. Đó, sau lưng là pin đây. Đèn báo trạng thái pin và hai cảm biến lùi. Đó, nút tắt mở nguồn. Bên dưới này mình sẽ có cổng Type-C để kết nối máy tính, để up firmware hoặc là để sạc pin nếu các bạn không có đọc sạc, và một khe thẻ nhớ. Đó, một khe thẻ nhớ. Vâng, con này vẫn có bộ nhớ trong nha các bạn. Nếu bạn quên thẻ nhớ thì vẫn có bộ nhớ trong. Rồi, mình xem bên dưới bụng. Vâng, độ ồn của con này là 81 decibel. 81 decibel. Đó, mình có một cặp cảm biến bụng này. Rồi cảm biến hồng ngoại ban đêm này. Đèn trợ sáng khi cất hạ cánh này. Đó, khe tản nhiệt. Vâng, một miếng nhôm bên dưới nhìn rất là đẹp. Một miếng nhôm lớn. Cụ camera. Vâng, còn đây là tay cầm. Đó, mời các bạn xem. Đó, anten ở đây. Đó, sau lưng thì mình có hai cái joystick ha. Vâng, tay cầm này thì có tên là DJI RC2. Model RC331 ra. Đó, pin 3100 mAh. Vâng, sau lưng mình có hai cái nút phụ C1 và C2. Đó, để gán những cái phím chức năng mà mình thường dùng. Sau lưng này thì bên đây là nút chụp hình. Bên này là nút quay phim. Vâng, nút chụp hình này nó có hai nấc các bạn ha. Nấc đầu là bấm nhẹ là để lấy nét. Vâng, camera này lấy nét được nha các bạn. Bấm nhẹ lấy nét rồi bấm rỡ và giữ nhẹ này. Sau đó bấm dứt điểm thì nó mới là chụp. Đó, các bạn nào mà biết chụp ảnh á, thì mới hiểu. Bấm nhẹ rồi giữ luôn để lấy nét. Sau đó dứt điểm cái thứ hai. Hai nấc ha. Đó, bên đây là mình sẽ là vòng xoay để zoom. Zoom camera. Còn bên đây là chỉnh gimbal lên xuống. Đó, ngóc lên ngóc xuống. Vâng, bên trên đây thì vẫn cái nút quen thuộc thôi. 3 mốt bay. Cine, Normal và Sport. Tắt mở nguồn, đèn báo kết nối, đèn báo beam. Nút Return Home và nút dừng khẩn cấp. Đó, có nút Pause. Khi các bạn đang bay chế độ Quick Stop thì bấm vào để dừng. Vâng, đây là hai cái cần. Vâng, màn hình đẹp quá. Tại đứng mà chờ cho nên nó chói các bạn. Ở bên dưới đây thì mình sẽ có cổng Type-C để sạc, hoặc là cắm vào máy tính để lấy dữ liệu. Đây là khe thẻ nhớ. Con này có bộ nhớ 20GB ở bên trong. Đó, cho nên nếu bạn quên thẻ nhớ thì vẫn có thể lưu được một số những cái data, những cái record màn hình. DJI E3. Đó, đây là cụm camera này. Ngầu quá. Mời các bạn xem tay cầm và flycam. Đó, quá ngầu ha. Vâng, mình rút pin ra thử. Đây, đèn báo trạng thái pin này. Đó, bóp hai cái nút hai bên này để lấy pin ra. Vâng, khá là nhẹ nhàng và dễ dàng. Đó. Vâng, mời các bạn xem cận cảnh bên trong. Vâng, mình nhìn xuyên qua bằng trước, mình thấy có cái lỗ hai bên, gió lùa vào trong được luôn đó các bạn. Đó, có hai cái lỗ kìa, gió lùa từ phía trước ra tới đằng sau pin luôn. Đó, gió lùa từ hai cái lỗ hai bên này này. Vâng, đây là cục pin của nó đây. Pin này hình như là không giống E2 mà cũng không giống Mavic 3 các bạn ơi.
Đó, các bạn xem thông số về pin ha. MAh. Ok, bây giờ tôi sẽ cất cánh lên để các bạn xem cái độ vững chãi của nó và tiếng ồn của nó nha. Đây, Leica đang ở đây. Rồi, mình kéo hai cần vào. Vâng, tiếng motor rất êm. Wow. Tôi đang sử dụng micro cho nên có thể các bạn sẽ nghe cái tiếng nó bớt ồn hơn. Đó, mình xoay thử một vòng này. Những cái con mà xịn sò á, khi mình quay một vòng tròn á thì nó sẽ đứng im một chỗ chứ nó không có di chuyển. Đó, còn những con mà nó khi quay vòng tròn mà nó di chuyển là nó không có ngon đấy các bạn. Vâng, các bạn nhìn thấy chữ E3 không? E3. Ok, mình bay thử nào. Vâng, đây là hình ảnh video 4K của con Placam DJI E3 vừa mới ra mắt đây. Vâng, sorry các bạn, do thời tiết chiều nay không được đẹp lắm cho nên là tôi sẽ hẹn các bạn về cái chất lượng video vào một cái video sau. Tôi sẽ làm cái video khác vào một ngày đẹp trời hơn và sẽ đi chơi xa xa, quay một số cảnh để các bạn test nó trung thực hơn. Wow. Vâng, tôi không thể bắt được nó trên tay. Vâng, vậy là nãy giờ các bạn đã xem tôi soi chi tiết và bay nhanh một số đoạn để các bạn test cái chất lượng video của nó rồi. Nếu các bạn cảm thấy thích thú với con DJI E3 này thì hãy bấm vào phần mô tả của video. Bên trong có một cái link dẫn đến shop Tokyo. Vâng, shop Tokyo các bạn. Đó, các bạn vào để xem thêm nhiều thông tin chính xác về nó và cập nhật giá cả mới nhất và đặt hàng cho mình một con. Ok các bạn, bây giờ tôi sẽ giới thiệu nhanh những cái chức năng ở trên cái app này cho các bạn xem của con E3. Thì đầu tiên là mình thấy có cái zoom 3x này. Đó, cái này là zoom 1x này. Trên đây là zoom 3x này. Đó, zoom 3x quang học các bạn ha. Tức là mình có một cái camera 3x. Đó, con này là hai camera. Đó, bên đây là 1x. Đó. Ở chế độ quay phim chụp ảnh thì mình dễ rồi. Nhưng nếu như các bạn ở chế độ quay phim, đó, mình chuyển qua chế độ quay phim thì 1x mình zoom lên thì nó sẽ zoom lên thành 3x kỹ thuật số, rồi nó dừng, nó không có chuyển qua cái cam thứ hai nha. Đó, rất tiếc nó không chuyển qua cái cam thứ hai. Muốn qua cam thứ hai á, mình phải chọn. Đó, qua cam thứ hai. Ở đây. Nếu như mình đang quay phim này mà mình zoom lên 3 kỹ thuật số thì nó không chuyển qua cam số cam thứ hai. Và nút cam 3x ấy, nó mờ. Đó, mình không dùng được nha. Đó, các bạn lưu ý cái đó. Và cái cam này có focus manual ha. Đó, mình có thể focus manual hoặc là focus bằng tay. Đó. Manual này, đó, mình bấm giữ nó rồi mình lăn. Đó này. Đó, hình cái đầu người là hình chân dung này.
đó, chân dung nó mờ, rồi hình quả đồi là vô cực. Đó, mình lấy nét bằng tay ở chế độ manual. Còn nếu không thì mình chuyển qua AF là autofocus. Đó, đó, mình lấy nét chỗ nào thì mình chấm ở đó ha. Các bạn lưu ý. Rồi, về chụp ảnh thì mình sẽ có chụp ảnh JPEG, chụp ảnh RAW và JPEG cộng RAW là hai thứ cùng một lúc ha. Đó, ở trong menu này thì mình có đây, nhìn đây rất là dễ hiểu. Đó, và chụp tỷ lệ khung hình nào. Đấy. Rồi, phần còn lại thì nó giống như cũ thôi. Mình có bộ nhớ trong 8GB này. Mình có chế độ chụp manual thủ công, tức là Pro á. Đó, mình bấm vào cái chữ ô tô này nó sẽ là Pro. Đó, bấm vào đây. Đó, mình sẽ điều chỉnh được ISO. ISO từ 100 cho tới tối đa là 6400. Và shooter cũng vậy. Mình có thể phơi sáng tối đa được 2 giây. Vâng, 2 giây hơi ít các bạn ha. 2 giây thật sự hơi ít, đúng ra phải 4 giây hoặc 8 giây. Đó. Còn cái mà nhanh nhất này thì mình cũng ít quan tâm lắm, 1/16000. Đó, mình có chế độ manual và mình không có cái F nha. Tức là cái camera này nó thua cái con 2S. Nó thua con 2S là không có khẩu độ, không chỉnh được khẩu độ. Đó, mình chỉ chỉnh được shutter speed và ISO thôi. Bù trừ sáng thì cái nào cũng có rồi. Đấy, đây. Ở chế độ quay phim thì mình có 3 bốt màu. Normal bình thường này, mình ăn liền, HLG và D-Log. Đó, cái D-Log này với HLG ấy, là để dành cho các bạn chuyên nghiệp ha. Quay nó bạc rồi về mình lút màu lên. Đó, chế độ chuyên nghiệp. Đó, có mã hóa 264, 265. Rồi, phần còn lại thì nó cũng bình thường thôi. Đó. Rồi, ở chế độ mà ô tô á thì mình sẽ có quay 4K 60 frame giây là tối đa. Đó, 4K 60. Còn nếu các bạn quay Full HD á thì cũng chỉ được 60 thôi, chứ không có được 120. Đó, và đặc biệt nếu các bạn quay khung hình dọc, đây. Đó, quay 2K7 khung hình dọc. Dọc đây là dọc giả các bạn ha. Đó, nhưng mà nó vẫn khá là rộng, các bạn nhìn ngay. Ví dụ như là mình muốn quay 4K này thì các bạn không nhìn thấy cái bồn bông ở phía dưới, cái bùng binh vòng bông ấy. Nhưng mà nếu như mình chuyển qua 16:9 á, 9:16 á thì các bạn nhìn thấy cái bình bông, cái bồn cây hình tròn á. Đó, tức là nó có rộng hơn và đồng thời nó cắt hai bên. Đó, nhìn cái hình mà minh họa này là mình hiểu rồi. Nó cũng không phải là xoay đứng lên cái camera vật lý, mà nó xử lý bằng cách rốp và quay 43, quay một tỷ lệ 43 rồi rốp lại. Đó, thì nó sẽ được cái này, nó gần được ha, gần được là khung hình dọc. Bình thường thì mình quay 4K 3 frame giây. Đó, con này thua con 2S là không quay được 5K4. Đó, con 2S là quay được 5K4, con này chỉ được 4K 60 thôi. Đó, mình chuyển qua chế độ Pro thì cũng tương tự. Đó, mình chỉnh được ISO, chỉnh được shutter, bù trừ sáng. Đó. Rồi các mốt màu, mã hóa vân vân. Và khẩu độ con này là 1.7 các bạn ha. Nếu như mà ở cái cam 1X ấy, là khẩu độ rất là sáng, mở rộng 1.7. Đó, nó ghi số 1.7 này. Còn nếu mình chuyển qua cái cam mà 3X ấy, thì khẩu độ của nó là 2.8. Thì quay đêm nó sẽ tối hơn. Cái cam zoom đó mình chỉ nên quay ban ngày hoặc là nơi sáng đủ thôi. Zoom 1.7 thì rất là ok rồi. Đó là phần quay phim chụp ảnh. Rồi mình vào đây mình xem. Ở chế độ mà chụp ảnh này thì mình có chụp single, chụp AEC nhiều tấm, chụp cực nhanh. Đó, chụp cực nhanh 7 tấm, mình chụp thử này. Wow, bắn như bắn súng các bạn ha. Đó, khi mà mình chụp thể thao
cần cái khoảnh khắc độc đáo á, chụp lại này. Các bạn nghe tiếng nha. Wow, y như là AK bắn 7 phát liền. Đó, những cái chế độ chụp nhanh. Vâng. Rồi chụp bao nhiêu giây, hẹn giờ để chụp. Hẹn giờ, cái này thì mình thật ra mình cũng không cần. Rồi ở chế độ quay phim thì mình có quay normal này, rồi quay quay đêm. Chế độ night quay đêm thì tôi cũng chưa biết rằng là cái night này nó có cải thiện gì hay không. Rồi quay slow motion. Đó, slow motion thì mình sẽ được 200 frame giây ha. Còn nếu quay 4K thì chỉ được 100 thôi. Đó, còn quay 1080 thì mình được 200. Đó, slow motion nó nằm ở trong này. Rồi master shot. Đó, master shot này thì phải cất cánh lên mới được. Rồi quick shot. Đó, mấy cái này lát nữa mình cất cánh lên mình xem ha. Hyperlap. Rồi đó, Hyperlap này. Hyperlap thì có nhiều chế độ free cycle, cock lock, quay boy. Nói chung là những cái này là như cũ bạn ơi. Đó, như cũ thôi. Rồi panorama, cái này cũng phải bay lên. Đó. Không thấy chụp vòng cầu ha. Hay là nằm trong quick shop này ta. Rồi mình trả lại như cũ. Bên trái là mình có bản đồ. Đó, bản đồ. Các bạn nhớ kết nối wifi nha. Thì nó mới tải được data. Mình dùng một cái điện thoại mình phát wifi rồi mình sẽ kết nối ở trên đây. Đó, mình sẽ kết nối wifi ở đây này. Đó, mình kết nối wifi ở đây. Vào cái wifi của cái điện thoại mình phát ra đó. Để mình có được bản đồ. Rồi bản đồ này cũng có thể thu gọn lại này. Đó, mở ra. Vâng, tôi đang record màn hình cho nên nó có cái đồng hồ đếm thời gian. Đó, hoặc là chế độ la bàn. Đó, những cái này thì cũng bình thường thôi. Rồi bên trái đây là mình có nút cất cánh này. Mình bấm giữ 2 giây thì nó sẽ cất cánh lên 1m2. Đó, và các bạn để ý góc trái màn hình có cái hình đa điểm này. Đó, cái này này. Đó, là quay boy đó. Bay theo lộ trình đó. Rồi, mốt bay thì mình sẽ có mốt đầu tiên là mặc định là N1. Mặc định là N1 này. Rồi mốt chậm nhất là slow. Cine mode. Đó, và mode cao nhất là sport, có thể bay lên tới 76 km/h nha. Đó, đây mình có cảm biến này, cảm biến trước sau. Đó. Đó, trước sau, trên dưới, GPS, vân vân. Rồi mình bấm vào đây mình xem. Phiếu bên ngoài cùng là phiếu safety thì mình sẽ có bypass. Là nếu như gặp vật cản thì nó tự né qua. Cái thứ hai là thắng lại. Và cái thứ ba là đâm luôn. Thì thường là tôi sử dụng là cái thắng lại. Còn cái né tránh này thì thôi, mình bỏ qua đi. Nếu các bạn muốn biểu diễn hoặc là muốn nó follow me đi theo mình ở trong rừng thông á, thì mới cần thôi. Còn bình thường là mình để vật cản để thắng lại. Rồi return home này. Độ cao return home là bao nhiêu. Update firmware, xin lỗi, update homeboy maximum. Vâng, con này có khả năng bay cao lên tới 1000m các bạn ha. Đó, có khả năng bay cao 1000m nhưng mà tùy nơi nha, không phải nơi nào cũng bay được cao 1000. Đó, khoảng cách giới hạn này. Đó, nó ghi là tối đa được có 8000 nhưng mà thực ra là có thể bay tới 10000 đấy. Vấn đề là pin mình không có đủ thôi. Thông tin về pin đây. Đó, khi mà mất sóng thì chuyện gì xảy ra? Một là return home, hai là hạ cánh, ba là hover ha. Đó, các bạn nên chọn return home nha. Đó, rồi cảnh báo có máy bay bay gần nó hay không. Đó, thì nói chung là những cái này là những cái như cũ. Đó, mình lướt nhanh qua cho các bạn coi có thấy cái gì mới không. Đó. Đó, các bạn thấy gì mới không? Sóng à, sóng hai băng tần ha, tự động đây. E3 này, nó cái app này là version 1.10.99. đó, rồi ERC là những cái gì gì đây, các bạn xem những thông tin của nó.
Đấy, cái giao diện bên ngoài là như thế này. Cái tay cầm này hay lắm. Mình có thể mình bấm vào profile này, mình có thể xem YouTube được nha các bạn. Mình kéo xuống, mình vào cái wifi, mình kiểm tra cái mình kết nối cái wifi này. Đó, tôi đang sử dụng cái iPhone 14 Pro Max để phát wifi ha. Đó, mình chọn vào, nó đã connect rồi. Đó, nó connect rồi. Chứ mình đứng ở ngoài đường mình đâu có wifi đâu. Mình vào DJI Store. Đó, mình xuống đây. Mình kéo xuống hết nha các bạn. Cái này là cái mẹo thôi. Chứ đó, bạn thấy dưới cùng này, ở góc phải dưới cùng nó có cái biểu tượng YouTube á. Đó, mình bấm vào. Mình đi đường này là đường mẹo, chứ thực ra nó không có icon cho mình. Đó, vào đây nè. Đó, rồi bạn search thế này thôi. Ví dụ như search Đoàn Hồng Giang này. Đấy, là ra cái kênh của tôi liền. Đó, ra kênh YouTube Đoàn Hồng Giang này các bạn ha. Đó, những cái video gì. Đây. Ha. Đó, thấy chưa? Quá hay ha. Đó, mình bấm vào thử một cái clip này. Vâng, giới thiệu với các bạn. Đó. Đây là một bạn là TikToker. Đó. Đó, mình coi trên YouTube này. Mình mở full màn hình lên cũng được luôn. Vâng, giá của em này có rơi trong khoảng 375 triệu ạ. Rồi, mình quay lại. Đó. Đó là cái mẹo để xem YouTube nha các bạn nha. Đó, còn nếu các bạn muốn vào Facebook thì cũng được luôn. Đó, giống như ban nãy á. Đó, mình vuốt xuống dưới cùng này. Cái biểu tượng của Facebook nằm kế bên cái YouTube á. Đó, mình bấm vào Facebook này, mình đăng nhập là xong nha các bạn. Đó, bên trên đây thì mình vuốt từ trên xuống thì có kết nối wifi này, kết nối Bluetooth này, vân vân. Chụp màn hình rồi record màn hình. Đó, tôi đang record màn hình đấy các bạn. Đó, chỉnh sáng tối màn hình ha. Rồi chỉnh volume lớn nhỏ này. Đó, nó chỉ vậy thôi. Đó là cái những cái chức năng của cái tay cầm RC2. Vâng, RC2 nha các bạn. Nó khác với lại cái RC1. Ok các bạn, vậy là nãy giờ là tôi đã review nhanh những cái chức năng của nó các bạn. Vâng, con này các bạn để ý cái gimbal này, nó có khả năng góc lên trên đến 60 độ nha. Đó, ghê không? Đó, ngóc lên trên trời. Đó, 60 độ. 60 độ nha. Những con bình thường thì nó chỉ có 30 thôi. Đó, mà con này ngóc lên tới 60. Cho nên nếu các bạn biết khai thác thì mình sẽ được cái nhiều cái cảnh nó rất là thú vị á. Vâng, hiện tại tôi đang đứng trên sân thượng, gió quá là mạnh đi. Cho nên có thể là tiếng nói các bạn nghe nó không được tốt. Do cái bộ bông lọc gió này nó chưa được ngon á. Khi mà gió quá mạnh các bạn. Đó, đây. Mình đang lấy nét các bạn ha. Đó, ví dụ như mình đối những đối tượng gần khoảng độ 1 mét này là nó không lấy nét được nha. Mình phải đứng xa xa ra khoảng độ hơn 1 mét ấy. Đó, thì nó mới lấy nét được. Thì nó mới rõ. Đó. Mình chụp từ tấm ảnh này. Vâng, trời nó sắp tối rồi. Đó, mình lấy nét vào mặt sau đó mình chụp. Đó. Còn nếu mà cái cam mà 3x á thì các bạn phải đứng xa ra. Đứng xa ra nha. Đó, và lấy nét cho nó đúng. Đó, ví dụ mình lấy nét ở đây này thì cái mặt mình nó rõ này. Nhưng mà nếu mà lấy nét ra ngoài là cái mặt mình nó mờ. Đó, đây là cái mặt mình nó mờ này. Đó, còn đây là mặt mình rõ này. Đó, cái cam 3x này là phải lấy nét cho đúng nha. Còn cái 1x này thì có thể hơi đào lao một chút cũng được, không sao. Ok, bây giờ mình sẽ cất cánh lên và để test thử cái vài cái chức năng quick shop mà phải bay lên thì nó mới có tác dụng. Vâng, kéo hai cần vào. Take off. Lên. Ok. Mời các bạn xem cận cảnh và nghe cái âm thanh của nó. Âm thanh phát ra. Vâng, hiện tại thì tôi đang quay
bằng cái iPhone 14 Pro Max các bạn. Và khoảng cách quay cách con Leica là chỉ nửa mét thôi, rất là gần, nửa mét các bạn ha. Đó, mình nước xa đây này, đây là 1 mét. Đó, 1 mét ra thì các bạn thấy âm thanh của nó là sao. Vâng, và đây là 3 mét, hút lên một cái coi. Vâng, xuống, đang xuống. Đó, vâng, chiều nay đang gió rất mạnh. Các bạn nhìn thấy tôi đứng ở đây không? Rồi mình vào quick shop thử nha. Bây giờ tôi sẽ làm thử một cái master shot cho các bạn xem. Master shot ha. Rồi mình chọn người của mình. Đó, quay một clip dài 2 phút ha. Đó, tất cả đều để mặc nhiên hết. Bấm start. Start. Đó. Đây là động tác zoom in, zoom out. Đây thực chất master shot thực chất là một cái combo gồm tất cả các quick shot. Đây là cycle medium. Đó, medium hay là ngắn hay dài thì là tùy theo bạn chọn ban nãy ha. Đó, medium rồi, cycle close. Đó, đây là một cái quick shot này, nó thực hiện combo rất nhiều những cái đoạn quick shot tổng hợp lại thành ra một cái clip dài 2 phút đó, bay lùi. Thay vì mình phải thực hiện nhiều cái quick shot rồi mình nối lại thì đây nó thực hiện luôn một cái combo dài như vậy cho mình. À, đây các bạn có thể nhìn trên bản đồ này đó, để thấy được cái lộ trình của nó, lộ trình bay của nó ha. Các bạn thuộc cái lộ trình này nha, và cái hướng của nó để làm gì, để khi các bạn bay chỗ lạ đó các bạn sẽ không có bị va chạm. À, rồi đó là thực hiện xong, nó tự động dừng quay phim và trở về vị trí cũ. Đó là cái mình xem lại cái quick shot này. Vâng, đây là một cái kỹ thuật dolly zoom các bạn. Các bạn xem cái background đằng sau kìa, nó rất là ảo nha. Dolly zoom. Đây là cái video dài 1 phút 20 giây nằm trong thẻ nhớ của cái master shot mình vừa thực hiện ban nãy ấy. Đó, đây là một cái combo gồm nhiều cái quick shot dồn lại thì tối đa là cái video này dài 2 phút và có thể ngắn hơn nếu như bạn chọn cái hành trình, cái quãng đường xa gần ấy, thì cái video sẽ ngắn hơn. Đó, rất là mượt mà các bạn ha. Đó, hình ảnh thì có thể do trời sắp tối thì có thể nó không được đẹp, nhưng mà các bạn coi cái hiệu ứng thôi. Đó, lúc này mình nếu tự tin, các bạn hoàn toàn có thể bỏ tay cầm xuống. Đó, và cầm tay bạn gái đi dạo hoặc là diễn một cái động tác gì đó mà mình không cần phải dùng cái tay cầm, tại vì nó bay hoàn toàn tự động, nó thực hiện những cái combo hoàn toàn tự động. Đó, và mình chỉ việc diễn được các bạn chiêu thôi. Quá tuyệt vời. Quick shot này thì nó cũng cái thông thường mất rồi, không có gì để nói các bạn ơi. Panorama. À, mình thực hiện thử một cái cú chụp 360 độ nha. Đó, 360 độ. Rồi, bấm chụp. Đó, nó sẽ chụp 3 hàng 3 cột. Và nó xoay vòng tròn. Đó, nó chụp cho mình vòng quanh đâu đó khoảng độ 20 mấy tấm nữa. Đây là mình minh họa cho nhanh các bạn ha. Chứ nếu các bạn chụp thì phải canh góc. Đó, thì nó mới có một cái hiệu ứng đẹp. Canh góc và quen cái địa hình. Đó. Và nên bay cao lên một chút nữa. Đó, trời bây giờ là 6 giờ tối rồi, cho nên là cũng khá là tối rồi các bạn.
Rồi xong. Nó đang render bạn 52% rồi. Đó các bạn phải chờ chút xíu ha. 70 để nó ghép lại đó. Đó nó ghép lại. 80 90 100. Ok, 100 xong rồi, mình xem lại này. Đây, cái hình có cái địa cầu này. Đó, đây là cái hình trải phẳng, mình xem ha. Wow. Đó. Này. Cái này mình xem trên này cho nên là cái độ phân giải nó thấp các bạn ha. Mình cần phải download về, đó, vòng tròn là như thế này này. Bên trên này, nhìn xuống này. Đó. Vòng tròn 360 độ. Và mình nhiều chế độ xem. Đó, mình có nhiều cái chế độ xem ha. Đó, nhiều chế độ xem. Đó, nhiều chế độ xem này. Rồi, mình thực hiện tiếp một cái cú mà mọi người hay thích ấy. Đây, Quick Shop cái cuối cùng này. Đó, cái Asteroid này. Đó là chụp thế giới thu nhỏ đó. Rồi, mình chọn đối tượng Star. Đó. Nó tự bay lùi các bạn ha. Rồi, nó nâng lên cao. Đó, đây là chế độ chụp thế giới thu nhỏ, chụp nguyên cái địa cầu của mình luôn. Cái này các bạn phải chờ nha. Đó, nó bay lên độ cao nhất định, sau đó bắt đầu nó mới chụp vòng cầu. Đó, như ban nãy các bạn chụp á, là nó là một cái ảnh tĩnh. Còn bây giờ là một cái video. Một cái video nha. Cái video. Những chức năng này thì trước đó là nó đã có rồi, nhưng mà nó rất là hay và đáng giá mà những cái con dòng mini không có được. Rồi xong rồi, nó return trở về kìa. Cho nên tôi giới thiệu nhanh với các bạn để các bạn cảm thấy thích nó. Đang return trở về vị trí cũ. Cái tay của bạn luôn luôn phải thủ trên cái nút return home nha. Để lỡ có chuyện gì mình bấm dừng liền. Rồi mình bấm play để xem thử này. Đây. Đó. Vâng, và đây là cái video trong thẻ nhớ. Cái này ban nãy mình quên chọn 4K cho nên nó chỉ là Full HD thôi các bạn. 4K thì nó sẽ nét hơn rất là nhiều. Đó, thế giới thu nhỏ là như vậy đó. Mình có thể bấm vào Quick này, Read này. Để mà download về ha, để download về. Và thực hiện cái đoạn tua ngược. Chắc là từ trên này xuống chẳng hạn. Rồi lồng nhạc vân vân. Hyperlapse thì rất là hay này. Nhưng mà cái này rất là dài dòng. Nó hơi bị khó. Cho nên là mình sẽ làm một cái video khác riêng về nó. Quick Shop này thì cái cuối cùng là cái hay nhất rồi. Master Shot là tổng hợp của các cái. Rồi vậy thôi. Đó, giả sử như mình bấm chế độ Night thử coi. Đó, rồi mình bật qua Pro. Ở chế độ Night á thì cái ISO của mình có thể tăng lên gấp đôi. Từ 6400 lên 12800 các bạn. Đó, nó hai nấc nha. Nó thêm được một nấc nữa thì hình ảnh sẽ sáng hơn. Và nó hơi bị vỡ hạt hơn một chút xíu, nhưng mà dù gì có còn hơn không các bạn. Đó, các bạn lưu ý nha. Còn nếu như các bạn mà ở chế độ thường này, chế độ quay bình thường á, thì ISO của mình maximum á chỉ được 6400 thôi. Rồi mình xem lại cái Night này, chế độ Night thì sự khác biệt của Night này, đó là nếu như các bạn quay chế độ ô tô này thì nó tự động nó tăng lên ISO lên 12800. Và muốn nhìn thấy nó thì các bạn chụp ở chế độ Pro là chế độ thủ công đó. Đó, thì bạn sẽ thấy là ISO nó sẽ lên gần này. Đó, khi mà mình cần chụp thủ công. Đó, ha, có thể lên được tới mức độ này. Cái này tối mình mới test được. Rồi slow motion thì cái này là được tới 120 frame giây. Nhưng mà cái này mà cần ánh sáng tốt các bạn ơi. Chứ
ánh sáng chiều như thế này thì cũng hơi khó đấy. Nhưng mà mình sẽ ráng thử một cái nha. 200 frame giây. Rồi, bấm quay phim. Tôi nhảy thử một phát coi. Ôi da, mệt quá. Rồi, bấm dừng. Rồi, mình xem. Đó, slow motion này. Ok, chuẩn bị kéo quần. Khuỵu người xuống. Dồn hết sức, nhảy lên. Búng lên. Mượt quá các bạn ơi. Mượt quá. Đây chỉ là cái phay giả thôi. Nhưng mà nó rất là mượt. Nhảy lên lần thứ hai. Wow. Vâng, cái này đúng ra mình nên hạ máy thấp xuống các bạn ơi. Vâng, tôi làm thử một lần nữa nha. Vâng, mình hạ máy thấp thấp này. Rồi ngóc cam lên. Để khai thác cái điểm mạnh của con này là cam có khả năng ngóc cao nha các bạn. Đó, tôi hạ máy thấp xuống còn cách mặt đất khoảng độ nửa mét. Sau đó ngửa cam lên trời. Chỉnh sáng lên một chút đi. Tại đang bị ngược sáng. Rồi tăng lên một khẩu nha các bạn. Rồi bấm quay phim nè. Rồi bỏ máy xuống. Bỏ mặt kính ra. Quay xuống. Ok, bấm dừng quay phim. Mệt quá. Rồi bấm vào đây xem lại coi. Bấm play. Vâng, tôi đang bỏ mặt kính ra các bạn. Búng lên. Wow, tay không đụng tới màn hình các bạn ơi. Cái này nếu mà các bạn đằng sau lưng có cái background thì nó sẽ nhìn thấy được rất là cao. Wow. Đó, các bạn nào nhảy đụng tay lên trên trần màn hình được không? Đẹp quá các bạn ơi. Vâng, các bạn lưu ý rằng là bây giờ là hơn 6 giờ tối rồi ạ. Cho nên là quay slow motion là nó hơi bị nhiễu ha. Slow motion thì các bạn nên quay lúc trời nắng to. Rồi quick shot mình sẽ có cái gì? Ồ, cũng có bay chéo lên này. Rồi pocket bắn thẳng lên này. Rồi cycle. Rồi helix. Xoắn vòng tròn. Boomerang. Rồi trái đất thu nhỏ ha. Đúng rồi. Đó. Đấy, có trái đất thu nhỏ này. Đó, quick shop thì mình có 6 cái món ăn chơi đó. Hyper lab thì cái này tôi đã có nhiều video nói về nó rồi. Panorama này. Đó, mình cũng có chế độ chụp vòng cầu này. Chụp 180 độ, rồi chụp 9 tấm, 3 hàng, 3 cột, rồi chụp dọc nha. Chụp dọc vân vân. Đó thì những cái này nó thông thường quá rồi. Đó, bây giờ tôi test thử cái quay dọc cho bạn xem này. Ví dụ như đây là đang là quay ngang ha. Đây là đang quay ngang thì mình có một cái khung hình nó như thế này. Nhưng mà nếu bây giờ quay dọc này, mình chọn vào đây. Đây, mình chọn quay dọc đây. Mình chọn 2K7 đi. Đó, các bạn thấy khung hình dọc không? Nó rốp lại nhưng mà bên dưới cũng khá là rộng nha. Khá rộng ha. Ví dụ mình đưa lại gần đây đi. Đó. Đó, đây là khung hình dọc này. Khung hình dọc này. Đó, mình bấm quay phim thì mình sẽ có khung hình dọc như thế này. Đang quay TikTok khung hình dọc các bạn ơi. Đó. Còn nếu các bạn để ngang này. Đây. Nếu mà để ngang bình thường á thì nó là như thế này. Đó, các bạn thấy không? Cái chân của mình á bị hẹp rồi nè. Cái chân mình bị hẹp này và trên đầu á là cái nóc trường học màu cam ha. Đó, trên cùng là cái nóc trường học mái ngói màu đỏ và bên dưới là đôi giày của tôi. Đó, nó là như vậy. Còn nếu như mà mình chọn khung hình dọc này thì nó cũng có rộng hơn một chút nha. Đó, các bạn thấy không? Giữa cái đôi giày của tôi nó còn rộng thêm một miếng nữa và cái nóc của cái mái của trường học á, nó thấy bầu trời bên trên luôn. Thì cũng rất là sử dụng được ấy.
Tại vì nó rốt từ cái khung hình 43 ra mà. Rồi mình trả lại như cũ. 4K30. Đó thì nó sẽ như thế này. Tôi lùi ra tí cho nó bớt ồn. Vâng, cảm biến đây. Cảm biến đang hoạt động các bạn ha, là nó màu trắng. Còn nếu bật các bạn bật qua chế độ sport á, thì ở chế độ sport á thì cảm biến trước sau, trái phải và trên dưới là không hoạt động nha. Đó, không hoạt động. Đó, các bạn chú ý. Còn mình bật qua N đó là cảm biến trước sau trên dưới hoạt động. C cũng vậy. Đó, mình muốn xem lại những cái video xem rồi á thì bấm vào đây. Đó, thì cái này nó cũng bình thường thôi bạn. À, cũng bình thường thôi. Nó không có gì mới cả. Đó các bạn nghe cảm biến nó báo tít tít không? Mình muốn hết á, mình bật qua chế độ sport thì nó sẽ hết kêu. Tại mình đứng ngang ở giữa đó. Ok. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn sớm mua được con E3. Chúc các bạn có những chuyến bay an toàn và những thước phim mượt mà cùng với con E3. Các bạn nhớ bấm vào phần mô tả của video nha. Bên trong phần mô tả của video sẽ có cái link dẫn tới shop Tokyo. Đó, và các bạn vào để xem chi tiết về những cái cấu hình của nó và giá cả cập nhật mới nhất. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn.